Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng gặp gỡ những người tham gia chương trình ngày hôm nay. Và đây, những người tham gia chương trình ngày hôm nay. Wow. À, ở đây tôi biết hết. Ồ, anh biết hết luôn anh? Đúng vậy. Đây toàn là những người nước ngoài. Sơ bộ một lần các bạn thấy sao? Em thấy anh số 2 đẹp trai. À, Lạc Trôi hả? À, anh sống Lạc Trôi. Sống Lạc Trôi. Lạc Trôi. Chị em hỏi là anh có bạn gái chưa? Hỏi sao? Ba. Opa. Yo cha chin cô. Yo cha. Yo cha chin cô. Trời á. Opa. Yo cha chin cô. Ai sao? Chưa có. Chưa có bạn gái nhưng mà bạn trai thì có. À, không phải mà. Xin chào, chúng tôi là những chàng trai Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp trường đại học của chúng mình quyết định đến Việt Nam và trải nghiệm văn hóa Việt Nam và làm kinh doanh. Chúng mình đã quay nhiều video về văn hóa Việt Nam, thì đặc biệt nhất và ấn tượng nhất là món ăn Việt Nam. Chúng mình đến Việt Nam đầu tiên thì chỉ nói tiếng Anh thôi, tại vì tiếng Việt rất khó. Nhưng sau khi mình biết về tiếng Việt thì cũng một điều vui vẻ. Khó thì vui, đúng như vậy. Mình nói miền Tây có nhiều món ăn đặc biệt, ví dụ con chuột. Anh nghĩ là em muốn đi con thỏ. Thì nghe nói là con thỏ có rất nhiều con cái đẹp. Ôi, em biết mà. Mình không biết. Không biết hả? Mình thật sự không biết mà. Đúng hả? Mình thật sự không biết. À, với các bạn thầy tôi xem, chúng mình có phải là số 1 không? Dẫu yêu hát ăn mát thương ơn tháng trường ai nắng mai. Ôi quan tôi thế giới thật buồn, cho lòng ngang tay tê. Tôi đang nghe đâu càng gió xuân qua những đám lá cội. Ngồi tu đếm những vì sao và đang chờ nắng về. Lòng tôi không bao ước mơ, mà rồi lén lút hỏi con sẽ ra đi. Hạnh phúc sâu thẳm mong manh, lòng bình yên tôi không tiếc nuối. Bao hàng thu trang còn trong tôi, và hồng ghen cũng sẽ cứ thế ra đi. Cùng tôi sẽ tạm vào hư vô. Một ngày mới nắng lên sớm màu, là hạnh phúc cũng sẽ tạm màu. Dù bạn biết xa người, một niềm vui mới đến cuộc tôi biết. Thế nhưng tôi vẫn cười về khi ánh nắng chiếu lên tôi. Từng tia sáng soi nghe dấu chân trong tâm hồn tôi. Không có gì. Anh ở giữa tên là Songrat. Songrat. Anh bên phải tên là Tongnin. Tongnin. Anh bên trái tên là Songrat. Songrat. Chumlak. Songrat. Songrat. Chumlak. Dạ Chumlak. Tôi là cha đình và bạn. Hai là hai anh em ruột. Dạ dạ. Cha đình. Đây là anh, đây là em. Ai là anh trai và ai là chắc đây là anh, này đây là em. À, chính xác. Hả? Tại sao? Sống nhiều năm trên đời hơn. Rồi, công việc của họ hiện tại như đã chia sẻ trong clip đó là qua đây làm YouTuber. Mình hỏi luôn là mình kinh doanh gì? Chúc mừng có nhà hàng Mexican.
Đồ ăn. Đồ ăn Mexico. Dạ. Rồi, mời mọi người trò chuyện. Em hỏi chị Miu trước được không anh? Chị chọn ai phải không? Chị Miu có muốn em làm chị em bạn dâu với chị không? Cái gì? Cái gì? Ok. Mình đã có gia đình chưa? Chưa. Thấy anh Kim Tử Long sao? Mr. Kim. Hi. Chào. Bây giờ cho Harry hỏi là các bạn có thể tự giới thiệu bản thân mình cho các bạn được không? Tôi sống ở Hồ Chí Minh, Quận Tư. Quận Tư. Và 29 tuổi. Quá trẻ. Trung Mân là bản thân từ cấp 3. Thì mình cũng sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và Trung Mân sống ở cùng nhà và ở Quận Tư. Và thì mình cũng là 29 tuổi. Và mình là 26. Chúng mình có rất nhiều loại công việc. Số 1 là làm YouTuber. YouTuber để trải nghiệm văn hóa Việt Nam và giới thiệu văn hóa Hàn Quốc. Yeah. Và số 2 là nhà hàng. Nhà hàng. Cái nghề chính của mình bây giờ là làm YouTuber. Đúng không? Là quay những cái món ăn Việt Nam. Đúng rồi. Thật sự là chúng mình đã ăn món ăn ở nhà hàng của Sinh Giang và nhà hàng của anh. Có quay nhà anh luôn hả? Dạ đúng rồi. Ăn món gì quán tôi? Món ăn Việt Nam nhưng khá mắc. Quán tôi mắc hả? Khá mắc. À không phải là khá mắc. Hơi mắc. Bạn ơi. Ủa? Nhưng mà thật sự ngon. Chỉ có quán tôi là rẻ nhất thôi. Dạ. Đúng rồi. Mà cái đồ ướp lạnh thì nó rẻ đúng rồi. Buffet mấy cái đồ ướp lạnh nó rẻ đúng rồi. Thôi bây giờ trở lại vấn đề. Anh muốn hỏi ba em là em làm cái kênh YouTube là bao nhiêu lâu rồi? Chúng mình bắt đầu khi sinh viên. Sinh viên là lúc đó là em 18 tuổi. Cho em hỏi là mấy anh về Việt Nam chơi rồi thấy thích quá rồi ở Việt Nam làm YouTuber luôn hay là có ý định về Việt Nam từ trước rồi? Đầu tiên là đến Việt Nam du lịch. Sau đó chúng mình cảm thấy món ăn Việt Nam là rất là ngon và chúng mình muốn làm thử hoặc là xem thử những văn hóa Việt Nam thì chúng mình thường xuyên đi về Việt Nam và quyết định đến Việt Nam. Anh học bao lâu mới nói được tiếng Việt ạ? Thật sự là số 1 đâu cũng một khá lâu nhưng không có thời gian học tiếng Việt thì tiếng Việt của anh không lũ loạt lắm. Không hiểu rõ. Cái cách học tiếng Việt nhanh nhất là có người yêu và người Việt. Yêu, đúng rồi. Đúng rồi. Anh Somrat, anh có thể dịch giùm em là ví dụ như là tiếng Việt á, người ta nói là anh yêu em, vậy thì bên tiếng Hàn nói sao anh ạ? Sarang em. Cảm ơn anh. Em muốn như vậy hả? Đa chú quái á. 그럼요. 나이에요? 나이 이제. 덕님. 오. 나이에요? 나 좋아요. Em đang hỏi là anh tôi có thích em không? Anh nói là dĩ nhiên rồi. Ủa sao cái này quen quen á? Cái này hình như anh thấy em hay nói với mọi người đúng không? Đúng. Show nào gặp trai đẹp nào gặp nói anh thích em không? Không nha, lần trước cũng ở chương trình này. Cũng có cậu đá banh, anh có thích em không? Ngoài việc đá bóng giỏi ra thì bạn còn giỏi cái gì nữa không? Tôi giỏi nhất là làm Mizu hạnh phúc. Nhưng mà em có thích chị không? Có một cuộc kể hàng loạt. Không, cái đó là mình hỏi thôi chứ mình chưa nói gì hết mà. Một sự hàng loạt. Anh thông cảm. Dạ. Không, đừng nói vậy. Dù sao là Mizu cũng bắt đầu đến cái tuổi cần phải. Anh hiểu không mà chưa? Hiểu, anh hiểu mà. Hiểu không? Anh phải tranh thủ. Bây giờ cho Harry hỏi là bây giờ các bạn thích phụ nữ Việt Nam ở điểm nào? Con gái Việt Nam số 1 là nín đẹp khi cười. Nín đẹp khi cười là sao? Nói tiếng Hàn đi. Luôn đẹp khi cười. Luôn đẹp khi cười là đẹp nhất. Là nín đẹp khi cười là khác, đó là không cười. Con gái Việt Nam rất quan tâm đến người khác. Quan tâm tới người khác. Quan tâm đến người khác. Tức là khi mình yêu cô gái Việt Nam thì cô gái Việt Nam quan tâm người khác, không quan tâm mình. Có thích gái ăn nhiều không? Ăn nhiều
nhưng không mập. Trời, cái này ít kỳ quá à. Ăn nhiều nhưng không mập. Ăn nhiều còn mà không ăn nhiều mà mập thì bít cửa. Bây giờ mọi người ở quận Tư hả? Quận Tư. Mình cũng ở quận Tư. Mọi người ở quận Tư bao lâu rồi? Chúng mình số 1 rất nhiều chỗ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ok. Ví dụ Quảng Bình Thân, đúng không? Quảng Bình Thân, Ứng Nguyên Cứu Bình và Quảng 1 và Quảng 4 thì mới ý chuyển đến Quảng Tư. Thì vừa di chuyển vào Quảng Tư bao lâu rồi? Quảng Tư là... chắc là 2 năm. 2 năm rồi. 2 năm rồi hả? Một năm rồi. 2 năm rồi. Đến 2 năm rồi hả? Rồi, là mới đây thôi hả? Rồi hồi xưa ở quận 1 ở đâu? Mình cũng hay qua quận 1 đó sao? Chưa gặp các bạn. Em ở quận 1. Em ở quận 1 bao lâu? À, mình ở Seoul này bạn. Bạn ra đài đúng không? Thưa quý vị, ngày hôm nay những chàng trai của chúng tôi đến đây mang theo món quà. Đó chính là taco từ quán của tụi ảnh. Và đây có tteokbokki nữa. Mời mọi người dùng. Thịt heo bún chả, hương vị bún chả. Taco của quán ảnh. Oh. Của ảnh có quán đây. Đó, và đây là tteokbokki ha. Rồi dùng đi nào. Anh mở nhà hàng này lâu chưa anh? Ba năm. Trước khi mở cái này là anh về đây anh học mấy món này ở Việt Nam hay là dạ, cái học... này tôi ở Việt Nam. Anh học bao lâu xong rồi mới Ok, and now it's time for your two white. Ok, yellow one. Oh. You. Ok, yellow one. Mấy anh có vợ không? Yellow two, về Việt Nam. Dạ, yellow two. Ê, 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 yellow mỡ, mỡ. Mỡ, and a yellow man, this for you. Có vẻ thích luôn á. Bây giờ sao em phải bơi bệnh hả? Đúng rồi, em phải qua ôm đồ. And a yellow, đã có gia đình. And a yellow có gia đình, đứng chung. Đúng không, đúng không? Yellow ăn gian. Qua bên đây luôn. Go home. Please, go.